Shop in quà tặng Lê Cường xin chào các bạn. Thì hôm nay Lê Cường sẽ giải thích cho một người bạn để mà biết phân biệt hai cái hệ màu, một cái hệ màu để dành hiển thị trên màn hình và một cái hệ màu để in ấn cho nó chuẩn màu, cho nó đúng cái màu sắc mà khách hàng cần á. Thì một người bạn mới vừa làm quen với đồ họa rồi cũng muốn học bên in ấn, in cho nó đúng màu á, cho nên người bạn đó hỏi, cho nên mình sẵn làm một cái clip để giải thích cho bạn đó và để cho các bạn xem luôn. Nhưng mà những bạn nào chưa biết á, thì mình có thể tham khảo. Thì Lê Cường cũng có một cái shop in quà tặng á, thì cũng đối diện với những cái in ấn, những cái đau đầu trong cái hệ màu in ấn để mà cho nó đúng màu sắc á, không phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Cho nên đó cũng là một cái muốn tìm hiểu của những người mới vào nghề á, để in ấn cho đúng cái màu của khách đưa. Thì đó là một cái điều cực kỳ khó. Thì mình làm quen từ từ thì nó cũng quen rồi, mình cũng làm chủ được. Thì bây giờ để minh họa, để giải thích, thì mình mở cái phần mềm mà Illustrator lên. Sẵn đây mình giới thiệu vài cái công cụ ở trong Illustrator cho những người bạn mới luôn, mới biết luôn. Thì mình vô đây mình chọn một cái trang giấy. Thì các bạn chọn cái trang giấy ha. Nếu mà các bạn chọn cái trang giấy bình thường thì không cần sai á. Thì các bạn cứ chọn những cái khổ giấy nào mà mình nó có sẵn nè. Nó mình cái công việc của mình là gì thì mình cứ chọn cái khổ giấy định dạng như thế. Ví dụ ở đây mình không cần phải in ấn hay là đúng kích cỡ, thì mình cứ chọn một cái khổ giấy nào đại cũng được các bạn. Còn nếu bạn muốn tạo một cái khổ giấy chuyên sâu thì mình vô đây. Đó. Đặt tên nè. Rồi cái khổ có sẵn nè. Hoặc là mình ghi mình tự tạo cái khổ theo đúng ý mình. Đó, mình chọn mm hay cm gì đó. Ví dụ mình thì mình thích dùng cm dễ. Đó, khổ đứng nè, khổ ngang nè. Rồi hệ màu nè. RGB và Semica như mình sắp nói á, hai hệ màu nè. Đó. Để hiển thị thì bạn chọn hệ RGB. Còn để in ấn á, thiết kế cho in ấn bạn chọn Semica. Thì để in ấn á, bạn chọn cái độ phân giải là 300 ppi cũng được, hoặc là 72, hoặc là 150, tùy theo khi mình xuất file á. Thì mình qua Corel mình, ví dụ mình chọn 72 á, thì khi mình qua Corel á, mình xuất file á, thì mình đưa nó lên gấp 10 lần. Ví dụ cái tấm bảng của người ta là 3m, 5m phải không? Hay 3m, 4m, 7m đi. Tại vì trong cái khổ trang giấy của Illustrator hình như nó cũng 5-6 mét gì là nó tới giới hạn của nó à. Thì mình cứ làm một cái khổ giấy, ví dụ cái tấm bảng của người ta cái khổ là 3m, 7m đi. Thì các bạn chỉ cần làm 30cm, 70cm thôi. Bạn chọn độ phân giải 72 ppi cũng được. Khi qua Corel bạn tăng nó lên gấp 10 lần, thì lúc đó nó sẽ trở thành là 300cm và 700cm đó. Chứ cái khổ trong trang giấy Illustrator hình như nó không có lớn quá đó. Cho nên mình gặp những cái bảng mà khổ lớn á, 5m, 10m gì đó, thì mình cứ để 50cm rồi 100cm thôi. Nhiều đó thôi, là mình qua Corel mình xuất file in á, mình nâng lên thành gấp 10 lần thì nó cũng được ha.
À, thì giờ mình chọn hệ RGB nè. Này mình làm minh họa thôi. Bạn không cần phải nếu mà cái hệ màu mà bạn nhìn thấy trên đây á RGB thì bạn muốn chọn lại á, thì bạn có thể vào Color Setting này nè. Bạn chỉnh cái hệ màu in á, rồi bạn vào đây nè. Nó chuyển đổi giữa hai màu CMYK và RGB nè. Còn nếu mà mình muốn chỉnh một cái hệ màu mà nó in cho nó chuẩn với những cái profile đó, in cho chuẩn thì mình vô đây nè. Đó, mình lấy những cái thông số của cái máy in á để mình chỉnh á, thì mình in ra nó đúng. Rồi, thì bây giờ mình kéo cái tấm hình mình tải ở trên web về nè. Đó, Ctrl dấu trừ cho nhỏ lại. Đó, thì ở đây là RGB, nó gồm có 3 màu. Màu xanh, xanh dương, màu xanh lá và màu đỏ. 3 màu này nó pha lại, nó cho ra một màu trắng. Đó, thì giữa xanh này với xanh này nó ra màu xanh ngọc, xanh này với màu đỏ nó ra màu hồng. Đó, thì tương tự là xanh với đỏ này nó ra màu vàng. Ba màu nó pha lại thì nó cho ra màu trắng. Còn bên đây á là CMYK thì nó cũng ba màu thôi, nhưng mà ba màu á, một màu á là màu hồng, màu vàng và ba màu chính á, hồng, màu vàng và màu xanh dương. Thì khi nó pha lại nó cho ra màu đen. Bên đây cho ra màu trắng, nó cho ra màu đen. Thì màu chuyển của nó thì giữa hai màu với nhau này nó cũng cho ra khác nhau nè. Đó. Còn cái chữ K là bên in ấn á, người ta muốn á đưa, thay vì bây giờ ba màu này, nếu cần thiết cái bản in cần thiết có một cái màu đen á, thì ba màu này nó làm việc, nó pha lại nó mới cho ra màu đen. Cho nên á, nó tốn mực nhiều hơn. Cho nên người ta mới nghĩ cách là người ta đưa một cái bình mực màu đen vô, để nó giảm tải cho ba thằng này, nó pha lại với nhau thành màu đen, để mà nó giảm cái chi phí in, nó đỡ hao mực á. Cho nên nó mới có chữ K. Theo lẽ màu đen là chữ black á, nhưng mà tại vì ở bên đây nó có chữ blue nè, chữ B nên viết tắt nè. Để phân biệt hai hệ màu thì người ta không để chữ B ở bên đây nữa, mà người ta để chữ K cũng đại diện cho màu đen. Còn khi mà in UV á, in lên kính á, in lên mica rồi đó, hoặc là in áo thun á, in lên nền đen á, thì người ta buộc lòng người ta in nền của nó trải một cái nền trước là màu trắng. Thì nếu không có màu trắng lót nền trước á, thì những cái nền màu tối á, thì không thể nào in nó bật cái tông màu lên được. Cho nên buộc lòng người ta phải lót cái nền màu trắng lên trước. Cho nên bên cái hệ màu in thì người ta thay vì ba này pha lại thì mình nhìn thấy màu trắng nó hiển thị trên cái màn hình thôi, chứ còn thật sự ba cái màu này khi mà mực in đó, nó không thể nào mà nó pha lại được màu trắng đâu các bạn. Mà màu trắng á là người ta lấy cái nền của vật liệu màu trắng để người ta làm cái màu trắng thôi. Cho nên gặp cái nền vật liệu màu tối màu đen á thì nó thua, nó không có màu trắng rồi, rót là lót nền. Thì lúc đó muốn mình in một cái áo thun màu đen á thì in bằng mực chuyển nhiệt á, hoặc mực in trực tiếp á, thì nó không thể nào nó có được cái màu trắng. Cho dù ba màu này có pha lại cũng không được màu trắng nữa. Cho nên người ta mới đưa vào một cái bình mực màu trắng, cũng giống như bên đây đưa vào bình mực màu đen vậy đó. Bên đây đưa vào bình mực màu trắng, không phải bên đây, không phải cái hệ màu này. Tại vì mình minh họa mình nói màu trắng là mình nói bên đây thôi, chứ thật sự khi mà người ta in á, người ta cần cái màu trắng á, thì người ta đưa nguyên một cái bình mực màu trắng thêm vào
để nó chiên về in màu trắng lót nền, để in lên mica, in lên kính cường lực hay là in lên áo thun màu tối á, thì lúc đó nó mới trải được cái nền trắng trước, thì mấy cái màu này nó phối lại á thì cái tấm hình nó mới nổi lên, chứ thôi là nó in lên màu tối là nó chìm luôn đó. Cho nên á thì nói dễ hiểu á là để có cái màu đen thì ba thằng này pha thì có màu đen, nhưng mà để có màu trắng á, thì ba thằng này không thể nào pha lại được màu trắng. Cho nên buộc lòng người ta để cái bình mực màu trắng vô. Mà bình mực màu trắng trong máy in á, nhiều khi người ta để nhiều bình luôn. Ví dụ 4 màu Ceramica thì người ta để 4 bình mực màu trắng luôn. Tại vì in màu trắng không thì nó hao lắm. Cho nên người ta để 4 bình mực màu trắng cùng một lúc luôn. Dù là 4 bình mực đó nó cũng đi ra một cái đầu phun thôi, nhưng mà nó hao á, nên người ta để nhiều, khỏi mất công chăm hoài. Đó. Thì màu trắng bên đây á, nó hiển thị khi bạn phối lại, pha lại trên màn hình hiển thị thì nó màu trắng. Chứ thật sự ba cái màu nào cũng trong máy in á, khi pha lại nó cũng không thành màu trắng nổi để in đâu. Cho nên người ta có mực màu trắng. Đó. Còn cái Ceramica, ngoài cái chuyện mà cái pha để có bình mực màu đen hoặc là thêm cái màu đen vô á, thì nó là một cái hệ màu in rất chuẩn, mà chuẩn cái hình luôn. Ví dụ khách được cái hình như thế, những cái hệ màu của cái hình mà bạn nhìn thấy hiển thị trên màn hình á, thì lúc nó in ra nó giống y chang trong cái hiển thị trên màn hình. Còn nếu cái hệ màu mà nhìn theo cái hệ màu làm theo RGB này nè, thì in ra chất quớt à, nó nhợt nhạt, nó không giống đâu. Cái thằng này nó hiển thị trên màn hình rất đẹp. Thằng này thì khi mình làm việc nó thì nó hiển thị không đẹp, nhưng mà nó in thì ra nó chuẩn màu, nó đẹp. Cho nên khi mà các bạn thiết kế á, là các bạn thiết kế để mà in ấn khổ lớn ngoài trời, thì bạn sử dụng cái hệ màu Ceramica. Thì như nãy mình đã nói á, thì các bạn cứ gây, nếu mà chưa có Ceramica thì mình chuyển qua Ceramica thôi. Đó. Khi bạn thấy không, khi mình đang cái hệ màu RGB mà mình chuyển Ceramica là trên cái nền hiển thị nó sậm màu liền nè. Đó. Đó. Nhìn thấy là màu không đúng liền, thấy không? Màu không đúng như cái hiển thị trên cái màn hình liền. Mình thấy nó khác liền, thấy không? Rồi nè, mình chuyển lại, bạn để ý nha. Chuyển lại là cái màu nó tươi lên liền, chứ nó không có sậm đâu. Dù là nó sậm nhưng mà in ra nó đúng màu nha các bạn. Nè, chuyển RGB thì nó tươi, những cái màu này tươi lên nè. Là hình như á, ví dụ á, mình chuyển đi rồi mình chuyển lại nó cũng không tươi nổi như lúc ban đầu nữa. Thì ví dụ bây giờ mình delete nè. Để mình kéo tấm hình kia vô lại đi. Đó. Nè bạn thấy ha. Cái màu xanh này, màu đỏ này nó rất tươi ha. Nhưng mà khi mình chuyển qua Ceramica nó sậm xuống liền nè. Đó. Bạn thấy nó sậm liền không? Mà khi bạn chuyển ngược lại RGB cũng chưa chắc nó lấy lại như ban đầu nữa. Nó không lấy lại ban đầu, thấy không? Cho nên á, để hiển thị mà làm việc cho đúng màu, người ta làm bên Ceramica thì người ta còn phải cân chỉnh cái màn hình nữa các bạn. Cái màn hình LCD bây giờ á, tấm nền bây giờ nó cũng khó cân chỉnh được cái hệ màu để giống nữa các bạn, cho nên cực khổ lắm. Nó có phần mềm cân chỉnh màu rồi nữa, có profile đồ in theo đúng máy in nữa. Mỗi cái in máy in nó đi kèm theo một cái profile in nữa. Ai mình lỡ xóa rồi, xóa cái trang giấy luôn rồi, mình mở lại. Đó, thì bây giờ mình kéo nó vô nè. Nó rất tươi nè ha. Rồi, thì bây giờ mình giải thích được một phần về hiển thị in ấn, về hiển thị và in ấn. Còn bây giờ để
sẵn tiện mình giúp các bạn những cái công cụ đơn giản để tạo được những cái vòng tròn, những cái hệ màu riêng biệt, như những cái kênh màu trong cái RGB hoặc là Simica này cho các bạn xem, nó rất đơn giản nè. Rồi mình khóa cái layer này lại đi. Rồi mình tạo một cái layer mới. Bấm vô cái dấu cộng là nó tạo layer mới. Thì bạn đầu tiên bạn vẽ ba cái hình tròn này đi, một hình thôi, vẽ một hình thôi. Nè, chọn cái hình tròn nè. Ấn giữ shift để vẽ cho nó tròn nha. Nó. Rồi, thì bạn bỏ cái nền này đi. Để là cái viền thôi, để dễ nhìn thôi chứ không gì á. Rồi. Kéo cái này vô đây. Bạn ấn giữ shift cho nó nhỏ lại, vừa với cái này luôn. Đó. Rồi bạn ấn giữ phím Alt. Khi cái mũi tên màu trắng bên dưới nó xuất hiện á, là nó báo hiệu mình copy được cái khác á. Thì mình kéo, mình copy thêm một cái nữa nè, hình tròn nữa nè. Đó. Rồi cũng nhấn giữ phím Alt, kéo thêm một cái hình tròn nữa nè. Rồi. Rồi bạn bao hết, bạn kéo lên trên nè. Đó. Vậy là mình được ba hình tròn rồi ha. Rồi. Mình cứ đổ màu cho nó màu diễn được bạn, màu vàng, màu đỏ cũng được. Đó. Rồi, mình bỏ cái viền nó luôn. Nó không còn viền nữa. Rồi mình copy, ấn giữ phím Alt á, copy thêm một cái nữa qua đây. Đó. Trong làm bất cứ cái phần mềm nào cũng vậy á, bạn phải có cái thước để bạn cân chỉnh cho nó ngay nha. Ví dụ nha, bạn ấn phím Ctrl chữ R á, nó ra cái thanh thước nè, roulette á. Thì đây là cái thanh giống hàng nè. Bạn nắm chuột, bạn kéo nó xuống đây nè. Đó. Đó. Đây là giống hàng ngang, còn giống hàng dọc nè. Ví dụ vậy đó. Thì bạn gom, bạn kéo xuống nè, nó ngay nè. Không thấy ấy, mũi tên lên xuống nó cũng ngay nữa. Đó. Khi có cái thanh giống hàng á, thì làm việc nó rất chính xác. Chứ mình kéo bằng, mà mình nhìn bằng mắt thường nó không đúng đâu. Rồi thì bây giờ bạn click vô cái này để cho đổ màu xanh cho nó nè, copy cái màu xanh này nè. Đó ha. Rồi click vô này, lấy cái ống hút màu nè, đổ màu xanh cho nó, xanh lá và màu đỏ cho nó. Bạn muốn đổi cái màu nào á thì click vô đó rồi chấm ngay cái màu mà mình cần lấy á, thì bên đây nó sẽ qua. Đó. Thì bên đây cũng vậy, mình lấy màu hồng nè. Rồi mình lấy màu vàng khỏi lấy, màu xanh nè. Đó. Rồi thì bây giờ để có những cái kênh màu chuyển ở đây á với màu đen á, thì bạn làm như thế này. Bạn bao chọn á, thì bạn thấy những cái đường viền này nè, nó sẽ là những cái kênh màu mà mình cần làm nè. Ba vòng tròn nó nằm, nó tiếp giáp với nhau, nó tạo ra những cái điểm này nè. Thì mình cắt rời hết những cái này ra, những cái đường này ra nè. Bạn vô đây nè, ba feeder nè. Nếu chưa có thì bạn vào Windows này nè. Đó. Nó nằm ở đây. Bật lên là chết nó vô là nó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi. Thì bây giờ bạn chọn hết. Bạn chọn cái dòng đầu tiên của cái hàng thứ hai nè. Nó hàng này là, cái dòng này là cắt rời ra hết những cái chi tiết mình, nó nằm tiếp giáp với nhau. Cắt ra hết. Cái nào mà có những cái lằn tiếp giáp á, là nó cắt hết những cái lằn đó. Rồi, cắt nè. Rồi, thì khi nó cắt xong á, nó đang rúp lại. Nó đang là một cái khối dính liền. Thì bây giờ mình rã nhóm nó ra. Đó,
Rồi bắt đầu nó đang rã nhớm hết rồi đó. Những cái đường cắt này nè là nó đang rời hết rồi đó. Ví dụ bạn nắm bằng kéo một cái đi. Đó. Những đường tiếp giáp nó đã được rời hết á. Thì Ctrl Z phục hồi đi. Đó. Thì bây giờ đơn giản thôi, bạn chỉ cần lít vô đây bạn hút màu màu đen cho nó là nó có màu đen rồi. Ở đây mình hút cái màu đỏ cho nó. Đây mình hút cái màu xanh dương. Xanh đậm á. Rồi đây mình hút cái màu xanh lá cho nó. Nó chỉ vài thao tác đơn giản là bạn đã được một cái file vector rồi đó. Cái này là cái hình ảnh này là cái định dạng JPEG thôi. Còn cái này là cái file này là vẽ vector rồi đó. Rồi bên này cũng vậy. Cũng bao trọn hết. Cũng cắt nó luôn. Rồi cũng rã nhớm nó luôn. Rồi cũng đổ màu cho nó luôn. Đó. Nhanh gọn không? Các bạn chỉ cần trong cái những cái bộ công cụ của Illustrator nó có rất nhiều những cái công cụ để hỗ trợ bạn vẽ. Nó hay hơn bất kỳ một cái phần mềm nào. Nó hay hơn Corel, nó hay hơn Photoshop nhiều luôn. Nhưng mà những ai thường thiết kế in ấn bên Corel thì người ta thích. Corel thì người ta cũng có làm được bình thường, nhưng mà theo mình nghĩ Illustrator nó dễ dàng thao tác, nó chuyên nghiệp hơn. Nó vẽ cực kỳ hay. Nó dễ vẽ hơn Corel nhiều luôn. Nó có cái bộ công cụ hỗ trợ. Thì bây giờ chỉ cần đơn giản vài bước bạn đã có được một cái minh họa bằng cái file vector của cái hệ màu RGB và CMYK ha. Thì cái này dùng để in ấn hay là thiết kế gì nó rất rõ nha. Còn cái file này nè, JPEG nó là Ctrl cộng nè. Đó, bạn chỉ cần ấn zoom lớn lên là bạn thấy cái hiện tượng nó bị vỡ ảnh đó. Nè, nó đang cưa nè. Nhưng mà trên đây thì hoàn toàn không có nha các bạn. File vector thì bạn có zoom lớn cỡ nào thì nó cũng sắc nét. Và khi bạn in ra cái độ phân giải á, là nó vẫn sắc nét, cái kích cỡ lớn cỡ nào nó cũng sắc nét. Đó. Cho nên á, thay vì để cái hình này thì người ta sẽ vẽ lại vector để người ta làm việc trên cái nền của vector, thì nè cái này bạn thấy răng cưa không? In ra khổ lớn á, là nó sẽ bể hình liền. Đó. Còn trên đây là không có. Thì vài bước đơn giản là bạn đã tạo được một cái ảnh minh họa của hai hệ màu bằng cái file vector, nó rất nét, rất đẹp ha. Đó. Trong cái Illustrator nó có cái bộ định dạng, nó có cái bộ mà hỗ trợ vẽ rất hay các bạn, còn nhiều thứ hay ho lắm chứ không phải đơn giản là vậy. Nhưng mà đây là một cái thao tác rất đơn giản mà mình sẵn giải thích cái hệ màu, hai hệ màu, một bên hiển thị một bên in ấn, thì mình sẵn mình dùng cái bộ công cụ này để cắt cho các bạn xem vậy thôi. Nó đẹp. Ví dụ bây giờ nè, bạn tạo một cái hình tròn nè. Đó, tạo một cái hình tròn. Rồi bạn tạo một cái ngôi sao nè. Bạn tạo một cái ngôi sao. Đó. Bạn tạo cái ngôi sao đi. Rồi, thì cái ngôi sao này mình cho màu vàng đi. Đó. Thì bây giờ đòi hỏi của khách hàng là muốn trong cái hình tròn này nó có một cắt cái một cái hình ngôi sao rỗng ở bên trong hình tròn này. Thì để cắt được cái hình mà có cái ngôi sao rỗng bên trong á, thì bạn làm việc với Photoshop hay làm những cái phần mềm khác á, thì mình thấy nó rất phức tạp. Nó cũng phải đi vài bước nhưng mà nó cũng không có đẹp bằng ở bên đây, nó thích hợp bằng bên đây. Ví dụ giờ nè, hai cái thằng này, hai cái hình này nè, nó có cái bộ công cụ thì ở đâu nó cũng có, nhưng mà cái này mình thấy hay hay hơn nè, mình canh nó là vô giữa ha. Đó,
canh giữa ha, canh giữa hai đối tượng nè. Nó cho dù hai đối tượng này nó nằm đâu kệ nó, trong cái miền vẽ này nó nằm đâu kệ, nhưng mà khi mình lít vô hai cái công cụ ở phía giữa này thì nó sẽ canh giữa giùm mình nè. Đó, nó canh giữa giùm mình. Thì bây giờ nếu mà bạn muốn cắt, bạn muốn cắt rỗng cái hình tròn này thành cái ngôi sao, thì bạn chọn hai cái, bạn vô trở lại cái phần cắt hồi nãy á. Nó, bạn chỉ cần vô cái công cụ này nè, bạn cắt cái là nó sẽ thành cái hình ngôi sao rỗng bên trong nè, thấy không? Đơn giản. Đơn giản hơn bên Photoshop nhiều luôn á. Bên Photoshop bạn phải chọn công cụ chọn, rồi bạn ấn F7 để đảo nghịch vùng chọn gì đó, rồi bạn mới cắt được. Còn bên đây chỉ cần đưa hai cái đối tượng lại gần nhau là bạn lít vô đây cái đã cắt. Ctrl Z phục hồi. Còn ví dụ bây giờ thì bạn cắt cái cạnh này đó. Bạn để ở bất kỳ đâu á, thì bạn cắt á, thì cái lớp trên nó sẽ mất, và kèm theo cái, nguyên cái lớp trên nó mất, nó mất luôn một phần cấn vô cái lớp dưới luôn nè. Đó, thấy không? Thì từ cái công cụ này bạn nảy ra một cái ý định là bạn sẽ có những cái hình vẽ, và bạn để ở một cái tư thế như thế nào đó, bạn cắt thì nó sẽ cho ra những cái kết quả như mình mong muốn, rất đẹp. Đó, ví dụ mình muốn cắt bất kỳ cái gì cũng được, nó sẽ cho ra một cái kết quả như mình mong muốn, mình không cần phải dùng những công cụ cắt cực khổ ha. Đó, ví dụ cái màu ngôi sao này với cái màu hồng, cái màu hồng này bạn chọn nó, bạn vô đây thì nó sẽ trở thành một màu duy nhất, thì nó cái điểm tiếp giáp với nhau là nó sẽ trở thành màu, còn những cái điểm này thì nó còn dư ra, nhưng mà nó vẫn là một màu, một màu của cái lớp trên. Đó, vô lớp trên màu vàng thì khi nó góp lại thành màu vàng, một màu, thì nó sẽ lấy cái màu vàng ở trên làm màu vàng hết luôn. Đó, còn cái ngôi sao này, khi bạn lít vô ngôi sao này, đó, bạn lít vô cái là nó cần tròn cộng lớn lên nè. Bất kỳ một cái bản vẽ nào nó cũng có một những cái biểu tượng. Khi bạn muốn bo tròn một cái này thì bạn cứ chọn nó, lít vô nó, là khi nó được chọn một mình nó thì bạn kéo á, chỉ có mình nó bo tròn thôi, mấy này không bo tròn theo ha. Cần cho nó Z phục hồi. Còn nếu như mà bạn lít vô mà bạn muốn kéo hết thì bạn đừng có lít vô bất kỳ một cái nào mà để gì kéo luôn, thì nó sẽ bo tròn đều hết những cái đó. Và những cái này cũng vậy luôn, bạn kéo ra kéo vô nó cũng tự động nó bo theo cái đường của mình yêu cầu, nó cái tỷ lệ tròn bao nhiêu á, không thì cái hình vuông cũng vậy. Cái hình tròn thì nó không có, tại vì nó là hình tròn, nó không cần bo góc. Ví dụ giờ cái hình vuông nè, hình chữ nhật đi, nó cũng có, thấy không? Nó, bạn chỉ cần kéo vậy là nó bo hết luôn nè. Đó, kéo hết mức luôn nè. Cần trên Z phục hồi. Còn nếu bạn chỉ cần bo một góc, hai góc thì chọn hai góc. Chọn hai góc thì mình ấn giữ phím Shift mình chọn nha. Rồi mình kéo nó bo hai góc. Đó, thấy không? Ví dụ bên đây giờ mình chọn cái góc bên đây mình bo. Đó. Thì hai cái hồi nãy mình chọn hai cái,
mình không chọn lẻ thì nó sẽ bo hết. Nó vậy đó. Rồi. Cái này nó còn nhiều điều để nói lắm. Khi mình rảnh mình sẽ làm thêm những cái clip để hướng dẫn các bạn những công cụ từ từ, từ cơ bản đến biết nhiều nhiều một xíu về cái illustrator này. Rồi mình kết thúc cái giải thích hệ màu in và hiển thị nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tạm biệt.